Chào cả nhà đến với Em Cùng Vlog. Và hôm nay Hãng với gia đình sẽ đi câu cua lần cuối cùng ở Golden Gate Bridge. Và sau đó mình sẽ làm một món ăn nhé. Chào cả nhà, bữa nay mình rủ mẹ bé Đê với Ním Bồ Kim đi câu cá, lột câu cua nha. Đi lần này nữa không biết chừng nào mình mới trở lại San Fran đi câu cua đóng độ luôn, để coi mình kiếm được gì bữa nay. Còn mấy bữa nó đi cầu đỏ đó, đẹp không? Đi ra đây hoài, ta lại đây là chơi ngâm đi ở đây tham quan cái cầu đỏ. Mình ở này là giống hệt cái sao dương của mình đi câu cua đó. Bỏ bao nhiêu tiền mới ra đây chơi này, mình đi cầu cảnh là đi ra đây khủng khiếp đẹp, nhớ lắm, được đi rồi nhớ lắm. Đó nè, Ok với mẹ đó. Bữa nay trời cũng ok, nước thì thấp lắm, thấp mà tới chừng mình thấy cái đông ở dưới luôn. Con chỉ tay con tào lao quay phim, phải quay phim làm cảnh làm video. Làm video đi, làm YouTube đi. YouTube. Vậy thì làm YouTube đi đâu cũng mồi. Bữa nay biển đẹp lắm á, nói chung là biển cái màu nó rất là trong á. Biển lặng. Không phải, cái này là cái dịnh, lộn, cái dịnh. Đó, đó. À. Cái hai chuyên gia câu cua đang từ từ tiếp bước tới địa điểm quan trọng. Chị đi câu bao nhiêu năm rồi chị? À, tính đến đây là cỡ 15 năm mà tôi tới Mỹ có 1 năm rưỡi. Con người câu 15 năm, chị mới ghê vậy. Rồi chị này sao? Hả? Chắc cỡ 10 năm, mười mấy năm chắc rồi. Mười mấy năm mà vẫn sợ bắt cua. Tại vì bị cua kẹp rồi. Bị cua kẹp hồi lúc đi bắt cóc hả, cuốn trái gì, trái đái luôn. Cái bữa nay đi còn được kẹp rồi đó. Bữa nay, cái này là cái dịnh nha, cái này là kêu là cái bê. The bê. Nhầm bữa không có gió. Nhầm bữa có gió. Lúc nào ra đây cũng phải thủ cái áo lạnh. À, ở đây không chơi gì nữa. Ra, đó, ghế rồi, giữ chỗ rồi, giữ chỗ rồi. Thật sự ra mình đi câu ở đây không sao, câu đâu câu. Mà không có câu ở trong đây nè. Tại vì cái đường nước á, câu thường thường ở ngoài nó mà. Có thấy cá heo ở trong đây nhiều lần, cá mập thì chưa có. Đó, có người trong rồi nha, là thả đây coi mình như thế nào. Mình là thảy cây á, với đây mình là thảy cây với thảy hai cái lồng, dùng cái của anh Thịnh, dùng cái của mình rồi để đi. Rồi cả nhà ơi, bữa nay cũng cái cần câu không có dính mà cái lồng dính nè, dính được 3 con mà phải coi nó bự cỡ nào. Bữa nay gió hết thật rồi, để đó đi bé, đây khỏi đâu con bưng lại. Để đó đi, khỏi gần sách, để lại rồi. Đo cái đo đó, cái con này đo, con này nhỏ mà. Biết cua cái không mất càng hết trơn rồi. Ờ, cãi đi, thả rồi. Con này để đo coi nó là phải 4 inch. Con được rồi đó. Rồi thấy cái này đi, con xách lại cho để em đi đo. Phải 4 inch mới được.
À, rồi. Wow. Tại thầy là chưa đủ 4 inch cả nhà ơi. À, 4 inch mới được. À, cái gì mình cũng phải chơi nó vừa phải thôi. Rồi nhà ơi, nãy mình đo lộn nha. À, mấy con này là 5 inch hết trơn. Tại vì này mình đo từ số 7 tới số 2 là 5 inch. Giờ con cái con đực kìa. Rồi lát nữa mình sẽ vô cái lồng xanh của mình để coi quay ở dưới có gì ha. À, bé đây lộn. Bé với thấy cái nước vậy thôi à, nó gió nó thổi vô mà nước nó kéo ra hả, nước nó kéo vô, gió nó thổi vô không có biết được. Mình chỉ cái cách mình biết là mình coi cái lằn dây của mình thôi, là tôi cái tìm dây nó hiểu đang rồi kéo là vô hàng dạ. là nhất chung nhất sợi dây lên tim quá trời. Lần tim hả? Lên tim Chắc chắn có rồi ha, có rồi ha, mới để vô hai đùi gà nữa. tôi sợ sợ cái ông ấy đó chứ. À, cái ông nội đó Ông nội á, con có quay lặn á, con để xuống dưới đây nè hả, nó ở dưới nó nằm kế bên luôn. vậy là À, lát nữa con mở cho con, hồi lúc đó mình có quay á cả nhà, nó nằm ở kế bên cái lồng mình luôn, nó nằm vậy á. Không, lúc mà nó nằm đó đó không có cái con cá, không có con cua, nó chạy bỏ hết rồi. Rồi tới chừng lát á nó lại nó đi bỏ đó hả, phải không, thì mấy cái con cua con cá lại. Trời nhà ơi, mới con đầu tiên cái lồng này mới để xuống. cho bà quay rồi hả? Dạ. Quay sao rồi. Dạ. Khỏi cần cỡ luôn. À. Rồi. Dạ. À, với lộ cảm không? Anh thấy không? Coi chừng. Hên là nó có một càng nè đó, nó không kẹp. Cũng bự rồi ha, để coi. Rồi, mới là lâu lâu 6 inch 1/4. 6 inch 1/4 nha. Con này mới cần. Ok. Ôi thôi đừng đặt quá. Rồi. Vô. Lần đầu tiên mới được cái này bữa nay nha. Mấy càng kia chưa có. Quá bự luôn, quá bự luôn. Kẹp, kẹp, có kẹp. Vậy rồi, rồi giờ hên quá, hên quá, nó dính theo mặt. Nhưng mà cái này đảo quá, đảo quá. Đừng con, nó dính theo ngoài. Rồi coi không. Lên đây có được gì không? Mình có để cái máy trong trọng này. Có không? Có không? Có một em. Ô, hai em luôn, có hai em. Em nhỏ, ô, nó lộn, ba em luôn. Một em nhỏ, một em thì vừa, hai em thì bỏ lại. Kệ đi. Rồi. Chó quá. Có được con cua nâu nè. Con cua này là con cua nâu. Cua này thịt ngon lắm nè. Ngon hơn cua đỏ, cua ngon hơn cua trắng nữa. À, gỡ ra đi. Cua đỏ nè, cua nâu này thấy lại. Cua này á, không biết là được có không, đi đo. Cua này thì chắc chắn là được rồi. Rồi cái đây thấy lại ha. Đó, thì hai con. Lật qua. Very windy. After 1 o'clock, usually pick up the wind, Rồi. you know? So I swam right there, and then I landed right on that. You see that round building? Okay.
là mình để nó là do tự máy này tới đục cái máy này mà đã làm được 5 inch ha, do máy này qua máy này hơn 5 inch hơn 4 inch do có cái cả nhà cái có nè hồi nhậu quên rồi nè. Ô, con này đủ luôn bé đê, đủ luôn. Mà có chút đỉnh mình ăn cái càng cũng được vậy. Kệ đi. Đấy giờ rồi 6 con. Trong Nhi cũng có được chút đỉnh rồi phải không? Rồi, chút thịt cua, chút vô kia rồi này kia nữa. Được 6 con. Hai ba tiếng đồng hồ cũng được 6 con. Muốn để mồi vô mà không muốn bị mắc thì kia thì có chút xương, xương thịt vô đó. Xong chỉnh cái này lại. Chỉnh cái mở. Có cá bạn ơi, nãy kéo lên nó con hải cẩu nó dính cái đầu ở trong đây. Cá bóng đó, thấy không? Có gai nha, có gai nha. Mình có cá, mình có cá bạn ơi. Dữ lắm rồi. Mình có cá bạn ơi. Giữ hết hồn luôn. Cá này thì nhỏ quá thả lại. Rồi thì có cá rồi. Cái đùi gà kia mất tiêu rồi. Cậy. Nó lấy cái đầu nó để vô đây nè. Nó chung vô đó đó. Có con cá, cá này cá bóng ở bên đây. Mình thì không biết cá này cái gì. Sáu một phần tư con ở trước kia còn bự hơn nữa mà con kia nó bị gãy càng. Con này đầy đủ đều. Thấy không? Con thả. Đầy đủ. Đầy đủ. Câu cá jack smell, cá bass. Đã ha. Vô con. Cái có thấy không, mở chạy của mình ba cộng nó chạy đường đó rồi coi không? Sữa biển không thấy trong hình thiệt mà nó hơi màu hồng hồng tím tím, cũng không bự gì mấy. Đúng rồi, khi có con bự nó cũng nổi vô đây nữa. Nãy giờ nước chưa đứng nè, khi nào nước đứng nó mới cua nhiều. Bữa nay gió cô trắng hết trơn à. Con này là cô con nó nhỏ vậy đó, là nó màu nó ngộ lắm, nó cỡ mà nó nhỏ đó, nó màu tím. Nó là cua hơi đông đông, thật sự không phải. Ok nè, yeah, nó con này là con cua cái này nha. Ở đó thấy nó thay đổi rồi. Con này là có gạch ở trong á, cái yếm của nó đó, mình biết là cái yếm nó u lên á là nó có gạch á. Thôi ra đi về lại, đưa đó con đó về á. Thôi mình có mấy con cua kia rồi, không sao đâu. Ấy thấy ham lắm. Thôi không đâu, bỏ lại đi, không càng có hai con bự rồi. Là gì? Kéo giật cái nó dính vô kè, dính vô mình tùy à. Khi hả dính ngay khúc này nhỏ thôi á, thật kéo mới lên rồi thả đi em ơi. Thiết thật hả vậy á, nó
giữ môi trường phải không? Mình từ cũng ngoài biển thôi thì cái con nó đẻ này, này là khu đẻ của nó mà. Cô quánh nữa rồi, nó dính vô cái kia của mình, nó dính vô trong đây nè. Trời ơi, con này con khác nha, không phải con thả nãy mình mới thả nha, con này là con cái trắng. Cô trắng nãy là hai càng, này là con càng này. Tiếc quá, phải thả lại. Ở trong từ mất cầu đỏ vô đây á là phải thả lại cô trắng, thì chỗ xanh đẻ của nó mình không bắt được. Con là 500 á, ở lại không có đáng. San Francisco mà không ngờ vướng là cá vô, dính vô thì có cá mập, có cá dính vô thì rồi nó chạy chạy nhà ra hai con cua trắng. Con đó thôi vậy đi, thả nó lại. Nãy giờ mới đây tiếc. Nãy giờ là 6-7 con cua trắng rồi đó, phải thả lại cả giờ. Rồi tiếc quá, mới thảy xuống à, chưa được 5 phút nữa thấy càng câu nó chạy chạy nhẹ chính hai con cua. Cái đây mới câu lên được con cua nào là chắc thiệt đấy đó. Cái lý do mà sao mà mình thả lại mấy con cua cái, mấy con cua trắng này kia mà có con quá chịu, quá nhiều, cả ngàn con luôn. Đó là cả ngàn trứng luôn. Thả lại đi, trẻ đi, năm sau mấy năm nữa lại bắt. Cái nước ở đây á, ví dụ gió thổi trong vô, cái nước nó nhiều khi nó kéo vô, nhiều khi nó kéo ra. Mình nhờ cái cọng dây á, mình mới thấy được thôi. Bây giờ nó đang kéo ra, có lúc nó đứng thẳng luôn, lúc mình đứng thẳng á là nó có cua nhiều lắm. Và bữa nay cũng được lai gai, nào thấy nó từ từ nó chạy qua bên tay tay trái, sáng vô nó chạy vô không à. Đi chạy đi à. Mới trở lại đây nè, đi đợt này biết chừng nào mới trở lại khu này nữa. Giờ này mới được cua, được có một con. Một con ở trong lòng nè, rồi con thì nó dính nước ngoài. Giờ này mới được, mình về đây. Con chó lấy được, con này tặng nhỏ quá. Nè, con này là con cua xám nè nha, cua đá xám. Rồi nó có con cua đá vàng nữa. Rồi nó con cua đỏ, đỏ là nhiều nhất, xám là vừa thôi, còn vàng á, nâu á là hiếm nhất, mà cái con nâu là ăn ngon nhất. Con cua ở trong đây đó là cua đỏ nè. Cả nhà coi ha, khác nhau. Con kia cái giò nó có lông này kia, con này thì cũng có lông mà ít. Con này là cua đá đỏ. Dùng cái lông của anh Thịnh mốt về nó về trả tiền cho à, được cái. Con cua này là cua cái nè, mà nó không có trứng. Cua cái thấy vậy á, ăn đã lắm. À, thấy cái nước nó thay đổi không? Bây giờ mình về nha, lát nữa cho quay kết quả. Cái nước hồi nãy nó bên kia, bây giờ nó bên đây nè. Kéo trong vòng 10 phút thôi mà khác biệt liền. Thank you.
10 con cho bế đê với nhóm bộ ba con đó, lát nữa mình luộc lên rửa ra cho sạch mấy này, rửa chà chà nó còn chảy, xong luộc lên với xả thôi. Ừ, thì coi Dạ. có dưa leo được đã không? Nhỏ xíu xíu Dạ. không. Nãy mình nói là mình sẽ luộc cua, bây giờ thôi kệ làm gà. À, cua gam mặn hả mà phải không, ăn với bún Cua sào bún cua xào bún tàu. Ok, quay coi nó còn sống rồi, nãy ngâm nước sinh nó tự nó chết rồi, tàu. cái đó trong vòng nửa tiếng rồi nó tự nó chết rồi, bây giờ là ăn chắc. Chào cả nhà, À. đây là anh Hãng. Bây À. giờ video này là nó bằng cua. Mình chà xong rồi đó, thấy sạch sẽ không? Ừ. Cua giống hệt người ở khu này ở khu kia. Mình ở nước phê sâu. À, mình cắt cái mấy cái gì mà nói là cái này mấy cái khúc nhỏ Cái nhỏ đuôi đó, á, cái cái khúc đuôi của cái khối đó. que. Rồi xong mình mở cái yếm nó ra mình chà nó nữa, rồi xong rồi bây giờ là vậy nào, mở cái yếm ra nó dễ mở luôn cái cua hơn là lúc mà còn cái yếm đó. Thì đúng rồi, Không no, không phải. nó phải có chỗ cầm. À. Ông mở cái miếng đó. Rồi Rồi mình xả nước lên cái sẽ nữa. cắt bỏ, cắt ra làm hai. Mấy cái này là mấy cái kêu bằng cái gì? Cái mang đó hả? Cái không phải là cái la cái Đổ mơ nước gì không vô, ta? đổ nước, lấy nước lại. Lấy cái nước lại xào chung với cái này cho nó quạt quạt lên. Không không lấy nước đâu, xả nước bỏ đi con, cái nước đâu không lấy, chỉ có lấy cái bây giờ con Ờ, lấy thấy con không? rửa cái đi, rửa cái Nè. móc cái giữa bỏ. Nè nè nè, chỉ cho cái này nè. Cái này á là mình là kêu là gạch son phải không? Thật sự ra đó là cái này á là mới mốt là nó sẽ thành cái mui con, nó là bây giờ là nó đang mọc á. Cái này là nó là thành cái mui sau này của cái con cua này lúc mà nó lột. Con móc cái giữa bỏ rồi xong con xả nước cái Đó, mình bẻ nó xuống. Rồi xong lấy gì nè, cái cách cái xuống. phần đó là cái cứt của nó đó, cái bọc cứt á, bọc đó là bọc cứt á. Dạ, dạ bầu cứt nào. Thì đó bỏ bên đi nè, cái đó rửa cái. Rồi xong. Rửa đấy. Mình luộc thì mình nấu càng làm gì mà tại vì mình lại rồi Cái xong. này mình xào ha. Sao? Đó, vậy thôi. Có mấy Để con đệ. vậy đi, Để đi rồi lát là làm xong sao. rồi lát sẽ làm. À, rồi, đó. Mình khỏi cần cắt lấy tay. Rồi giờ con lấy cái càng bự á, con tách nó ra đây đằng mày kẹp. Vậy là xong rồi phải không? Ừ, là cắt vậy thôi. Đó là cắt thôi. Ừ, rồi lát quay cái khúc mà xào có gì không. Bẻ càng ra. Càng nó phải tách rời ra, bóp nó cho nó bể. Thì khi mình xào chín rồi mình muốn làm Cắt ra cái này dễ thôi. cái đó, cắt làm tư. Cho làm hai chứ. Xong ra cắt ra làm tư. Cái này là chiên cũng được. Làm đôi anh. Ừ, đôi chứ. Con nó con xào rồi con chiên là sao? No, con nói là cái này là chiên cũng Ừ, được. được. Chiên là làm giống hệt Chiên là xong chiên giòn rồi, đó. rồi ra me là Cái me đó. chiên giống như vừa vừa thôi. Đó, rồi, vậy xong. Rồi đó. Ok, cửa. Bóp mấy cái kè, mấy cái kè, được một câu gạch. Bỏ ra mấy tiếng đồng hồ đi. Vậy rồi, vui rồi. Làm được món ăn ngon nữa. Mà có cái không có ai lại hết. Thử rồi mới đây. Kim rồi bè, đề Bạn nào mà thắng. bd mới Mời mời đem mời đem mời đem mới ngủ vô ăn. à mời cũng vậy. Nãy ngủ nhà hả, nó hầm giống hệt ngồi lửa luôn, giống giống hệt cái bữa mà về 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 mà đi vô cái quán ăn kia đó, Giống vậy đó. mở cửa ra hả, mở mở có mở cửa sổ rồi. À, rồi mở hả ra hả,
nó giống hệt cái gió nó thổi ra vậy. Đang nấu đồ ăn gì? Không phải giống hệt mà còn hơn nấu đồ ăn nữa. Ở ngoài vậy rồi ngồi ăn cơm ở ngoài với hệt này rồi cô Phượng lại mẹ quê mắc cỡ ngón một đống cơm vô mắc cỡ che mặt lại mày che mặt quá. Tại vì lúc đó đang lấy ra bỏ cho mày. Mà đưa cái kia đó. Tiền đồ đó. Trăm. Trăm đúng rồi cơ bé. Trăm bỏ hai con số một. Gì bỏ hai số một bỏ hai cái không. Bỏ số một hai cái. Nghĩ sao vậy đấy? Cho người ta. Thôi. Vô cái gạch trước. Bớt nữa cái kẹt. Rồi lớn lửa. Còn lớn nữa, lớn nữa. Đây là mẹ hãng đang xào cái gạch với gừng trước cho nó chín. Rồi sau đó mình mới để cua vô nè các bạn. Cái gạch này đó. Tại cái bự á, cái con bự á. Thấy nước kia đổ rồi đó. Tiếc bê làm gì không? Bê nhờ bê cắt cái hành đó. Hả? Còn hành không mà? Còn hành lá, thấy hành củ hành. Đó. Trời, hành đều là cừu nha. Mẹ mình trồng. Sa tam. Cái dĩa này kỷ niệm đó mà 20 năm rồi đó. Cái thao này cũng 20 năm. Qua cái gì? Mua tới cái tiệm mà bán mà phá sản luôn. Mà biết như thế nào. Thôi những chó càng bự mà. Bê không có biết ăn. Em đi cúng con. Lúc bậy rồi cúng đi rồi hồi ăn luôn. Cúng đi. Có bà đơ đâu ăn à. Mẹ mày à. Chúng ta ăn là ngon rồi. Ăn xếp thôi. Không vô được chưa hả? Ngon con ngon rồi. Cái xạo đó ngon. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của hãng. Nhớ hết like, share, subscribe cho hãng Phụng Vlog nhé. Bye bye.